những con giáp may mắn nhất ngày 11 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, trong ngày 11 tháng 12 âm lịch, những con giáp này sẽ cực kỳ may mắn. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc hanh thông, thuận lợi. Nếu biết tận dụng ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Với những ai đã nghỉ việc thì ngày hôm nay bạn có thể dễ dàng tìm được một công việc mới ưng ý. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Tý. Nhìn chung, vận trình của người tuổi Tý có nhiều điểm sáng trong ngày 11 tháng 12 âm lịch, từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Điều đáng mừng nhất đó là ngày hôm nay mọi công sức của bản mệnh được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh của mình. Đường tình cảm của bản mệnh được tam hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà và không lươn lẹo, xảo quyệt. Nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn. Đường tài lộc nhờ kim dưỡng thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Những người có ý định mở cửa hàng, khai trương, làm thêm bên ngoài thì nên tận dụng ngày này để tiến hành, đặc biệt là tuổi Giáp Tý. Tử vi ngày 11 tháng 12 năm 2022 âm lịch của tuổi Tý, ảnh hưởng không nhỏ của hung tinh, mang điểm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Tý trong ngày này. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Thứ hai của tuổi Sửu gặp chính ấn chiếu vận, có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này. Nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều. Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành thổ sinh kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn. Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp với mình, người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn. Mặt tiền bạc khởi sắc có dấu hiệu may mắn. Thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt, nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. May mắn được thiên ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Thìn được cải thiện hơn hôm qua rất nhiều, đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuy nhiên đừng thấy may mắn mà tỏ ra kiêu ngạo, kẻo lại vướng họa tiểu nhân. Vận trình tình cảm được tam hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc, một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn, cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh. Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn nhờ thổ sinh kim, dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài. Tình hình sức khỏe trong ngày này cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại nhưng do có hung tinh xuất hiện nên việc đi đứng phải cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày 11 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Tỵ gặp cục diện lục hợp che chở, vận trình sự nghiệp trên đà thuận lợi, mưu sự dễ thành. Hôm nay công việc của tuổi Tỵ lâm thiên quan nên nhớ phải tránh xa kiện tụng, pháp luật, chính quyền, kẻo rắc rối to. Bạn là người nhanh nhẹn, uy nghiêm, thông minh nhưng đôi khi còn nóng nảy, bộc trộm nên dễ bị gây khó dễ, nhớ phải cẩn thận hết sức.
Ngày có lục hợp đứng bóng mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc, thêm cả sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. May mắn có lục hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều điều tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn, người sống tốt thì sẽ được phước dày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, xem thấy đường sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày này vì có chính ấn chiếu vận nên chỉ có lợi cho những người có chức trách quan trọng trong cơ quan, đang có ý định thi cử, học lên cao, nhưng tuổi này mà không có tinh thần cầu tiến hay an phận thì rất dễ bị thua kém so với đồng nghiệp. Bản mệnh có cảm giác hôm nay làm gì cũng thoải mái, dễ chịu, các mối quan hệ xung quanh hài hòa do cục diện thổ sinh kim, đi đâu cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tốt hơn. Khi kết thúc công việc, gia đình hãy nói lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ mình đấy nhé. Đường tiền bạc của người tuổi Mùi khởi sắc hơn mọi ngày, bạn biết tiêu tiền đúng chỗ, không ném tiền cho những việc vô bổ. Đôi khi bạn hối hận vì trong phút giây bốc đồng mà cho người khác vay tiền, nhưng đừng lo, khoản tiền đó sẽ sớm quay về với bạn thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, hôm nay tuổi Hợi may mắn được thực thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá, đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng sởi lời càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ, nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm. Nhờ cục diện ngũ hành kim sinh thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Hôm nay những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn. Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chấp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc. Tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó, nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng. Xem tử vi ngày, tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi cần chú ý. Dù không có gì đáng lo ngại nhưng có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay, đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình và hại người. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày canh thân tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thạch Lựu Mộc, ngày canh thân thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Nhâm Dần và Mậu Dần. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.